Sáng ngày 9 tháng 9, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ cháy công ty sản xuất nhựa trên địa bàn. Trước đó, khuya ngày 8 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Anh Dũng, rộng khoảng 2.000 m2 ở đường Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận 8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 6 và Đội 3 Phòng BC07 đã điều động 17 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Vụ cháy khiến một nhân viên công ty sinh năm 1966 tử vong. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 518 m2 phần diện tích còn lại của công ty và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ.